Chào hai em. Ơi, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Lương Thắng. Em sinh năm 84, hiện tại thì 34 tuổi. Dạ, em sinh ở Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại thì em đang làm công việc là nhân viên văn phòng thôi ạ. Em trẻ so với tuổi em dữ lắm, em biết không? 34 đó, đúng không? Nghe nè, em ở An Giang hả? Nhưng mà là ở huyện Nha Trang. Nha Trang. Tưởng nhận bà con nữa hả? An Giang không à? Nha Trang. Mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Phước Thuận ạ. Em tên là Ngô Thanh Tuyền. Năm nay em 30 tuổi, ở Nha Trang và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tuyền và ông xã em là hai người cơ duyên nào gặp nhau? Sau khi em quen bạn trai cũ là cách đây 10 năm thì em không có muốn quen với lại các bạn khác giới nữa. Tại vì cảm thấy 10 năm là nó đã quá dài rồi nên thành không muốn tìm hiểu. Bố mẹ ở nhà thì cũng rất là sốt ruột, cũng buồn, cũng chia sẻ với lại một người bạn. Chú đó mới kêu là thôi để chú làm mai cho. Thì mẹ của anh Thắng đây thì thấy con trai mình cũng lớn tuổi rồi mà cũng không có ai để cập kê hết. Thì cũng than phiền với chú. Chú nói chứ thế thì được rồi, để tôi làm mai cho đó. Tức là biết nhau là qua mai mối. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi lần đầu tiên các bạn gặp nhau thì như thế nào? Em có ấn tượng gì cô gái này không? Chú có dẫn đến nhà của vợ em á. Ngồi nói chuyện thì lúc đó thì vợ em cũng bình thường lắm, nhìn không có gì gọi là đặc sắc hay gì á. Không phải là gu của em luôn. Lúc đó em không có ấn tượng gì hết. Nhưng mà lúc sau thì đi chơi nhiều rồi từ từ rồi mình sẽ có cái... Nói chung là em lúc đó là muốn lập gia đình rồi, cũng ý muốn là muốn vậy, mình cũng lớn tuổi rồi, mình muốn dừng chân rồi thì cứ từ từ rồi mình muốn ấy trước rồi mình tìm hiểu sau cũng được. Nhưng mà gặp cô này thì sao? Thì cũng... em thấy điều kiện là rất là hợp với mình vì là cũng gần nhà, cũng cùng quê, không có ấn tượng gì. Còn em thì sao? Bạn thì em thì thấy anh này thì rất là kỳ dị. Kỳ dị? Dạ, tại vì sau khi chung sống thì cũng cắt tóc cho ảnh rồi. Thì ảnh đỡ hồi trước thì ảnh tóc ảnh giống như là phim kiếm hiệp, tóc đủ. Nhìn rất là kỳ cục. Người nhà, bố mẹ rồi cũng nói là xấu mặt thì sợ chứ xấu tóc thì mấy hồi đâu. Thì hai đứa cứ tìm hiểu nhau, đi chơi với nhau cho các bạn mùa xuân. Tụi em cũng đi chơi với nhau được năm mùng. Thì anh quay trở lại Sài Gòn làm việc, gần như là mất mối quan hệ luôn á. Có nghĩa là chỉ có nhắn tin hỏi thăm lơ nhau thôi. Khi mà em gặp bạn này á, là em có ý định là bây giờ phải tìm hiểu hay là bỏ cái quãng thời gian cô đơn của mình đi, tức là em có ý định đó không? Dạ không, em không có ý định gì hết. Nhưng mà đến khi mà sau khi nhiều người nói, bố mẹ rồi nói, mọi người trong nhà thì nói, thì em mới nghĩ ra một ý định là thời điểm đó mình làm, mình cũng kinh tế nó cũng ổn định. Hay là mình chơi cái trò là single mom. Thích làm single mom. Dạ, thích làm single mom. Anh này mà tóc thì không có được ấn tượng lắm nhưng mà nhìn thấy giống thì cũng tốt, cao ráo. Có ý định liền. Dạ, khoa học chứng minh rồi, em bé sinh ra thông minh là nhờ mẹ, vóc dáng là của cha. Dạ, thì em mới thôi bây giờ mình cứ dụ anh này đi, có một đứa con rồi thôi mình đá cũng được, không sao. Rồi, dụ anh thì hả? Anh, em có biết ý định của bạn này vậy không? Dạ không, mà đương nhiên không, không biết luôn. Vậy là em dụ sao? Rồi, em bây giờ cổ vũ em sao? Rủ đi chơi xong rồi có rủ đi uống bia chung nữa. Em thì tửu lượng kém lắm, em uống ít lắm, được với 2-3 chai thôi. Bia xong có dụ đi đâu nữa không? Không, thì lúc đó là để chủ yếu là để mình có nói ra được cái gì trong người mình, ví dụ như là có cái gì, điều gì giấu kín đó thì lúc say xỉn đó thì nó sẽ dễ bị bộc lộ ra. Dạ đúng rồi, lúc em say quá thì em mệt em ngủ thôi chứ em không có. Mà cuối cùng là vợ em uống nhiều hơn, xong cuối cùng là người nói nhiều là vợ em chứ không phải em. Mà nói nhiều nhưng mà bà có dụ không, em đi đâu không? Không, đây này, hỏi vợ đi, cái kế hoạch của em làm single mom dụ ảnh là cái kế hoạch em như thế nào? Dạ thì lúc Tết đó thì từ mùng 2 cho tới mùng 7 thì cũng dụ đi nhiều chỗ lắm. Cũng dụ lên Đà Lạt, chở đi lên Đà Lạt, từ Nha Trang lên Đà Lạt thì chừng 2 tiếng rưỡi thôi. Thì chơi buổi sáng, cái buổi chiều đó anh chở về. Trong đêm tối vậy á, đi mệt đến nỗi em ngủ gục trên xe luôn. Nhưng mà anh cũng kêu phải đi về nhiều, rất 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 nhiều lần. Không chịu ở lại. Dạ, không chịu ở lại. Nếu ở lại là đêm đó chết vậy. Dạ đúng rồi. Em dụ đi đâu nữa? Dụ đi xong dụ vô khách sạn. Dạ không, khách sạn thì nó kỳ cục quá. Mình phải văn minh hơn, phải khéo léo xíu. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không văn minh luôn. Là sao? Tức nghĩa là sau khi chia tay với anh thì cái chú là Mai á, chú cũng có tâm lắm, chú mới hỏi là ủa sao hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Xong kêu chứ dạ con thấy cũng hời hợt lắm. Xong chú mới nói một câu như thế này là thằng đấy nó tốt lắm, cố gắng mà giữ nó. Dạ, giữ mối quan hệ tốt đẹp anh em thôi cũng được. Thì cái có một đợt công tác của công ty á, là từ Nha Trang vô Sài Gòn thì em quyết định hẹn anh này tại khách sạn của em nghỉ luôn. Thì hỏi anh là anh chơi chán chưa?
anh nói là anh chơi chán rồi, kêu anh có muốn có vợ không. Anh nói là anh muốn có vợ rồi, thôi bây giờ tụi mình làm quen nhau nha. Anh kêu ok, để anh về anh nói mẹ anh là đem trầu cau sang hỏi cưới em luôn. Là ngay lúc đó là xảy ra chuyện đó luôn. Là làm luôn. Dạ là luôn. Nhưng mà có tin vui ngay không? Tức là cái lần đó là có được tin vui không? Dạ, nói chung là cái quá trình single mom là bị thất bại cho đến thất bại thảm hại luôn. Dạ, thất bại thảm hại luôn. Là bây giờ thì các em đã có chưa? Dạ, chưa có em bé. Các em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, cưới nhau được 2 năm rồi. Do là kế hoạch hay sao mà chưa có em bé? Dạ, chắc là chưa phải duyên. Thế tí là anh Bin sẽ chúc tụi em. Chúc xong là thế nào rồi tụi em cũng có ngộ luôn. Các em là sau đó là bao lâu thì mới cưới nhau? Bắt đầu từ lúc đó cho đến lúc cưới là 10 tháng là trong trong cái năm đó. Tại vì năm em tuổi Thìn, anh tuổi Tý, là cố gắng là trong năm thân là hợp để có em bé, để không cưới anh này cũng được nhưng mà em bé sẽ hợp với mẹ. Tính toán ghê không đó. Rồi sao, rồi bây giờ lấy nhau rồi sao, vui không? Lấy về thì cũng thấy có vẻ cũng hợp nhưng mà có một số điểm thì anh vẫn còn muốn là thay đổi nữa. Bây giờ là sẵn sàng ta tiến tới luôn cái vụ tật xấu kể luôn đi rồi mong thay đổi. Và thì nói chung là vợ thì xấu cũng có một số cái như là lo xa lắm, với lại hay mê tín nữa. Nghĩa là nói chung là vợ chồng mà đụng nhau mà cứ vào cái ngày mùng 1, mùng 2 thì là không được. Trời, đúng nhau mà mùng 1, không có người né. Nhưng mà tới ông này xong rồi có con đúng cái năm đó hợp với mình là mình cũng biết là cô này cô cũng mê tín cái nào rồi, đúng không? Coi như cũng né ngày rằm đồ này kia là né, có nghĩa là cái ngày lâm trận mà cũng né nữa, đúng không? Dạ. Kêu là gì nhưng mà cuối cùng là có cái ngày lâm trận mà đúng ngày mùng 1 luôn. Không biết lúc đó vui quá, hai người vui quá cũng không biết luôn, quên luôn. Rồi thật xấu gì nữa? Hay càm ràm đó anh ơi, việc gì cũng muốn là làm ngay, mình thì cứ từ từ, cứ nói hoài thì mình cũng khó chịu trong người nữa, cũng hay nhõng nhẽo lắm. Làm sai cái gì á không bao giờ là xin lỗi em liền, nó nhỏ nhẹ thì mới chịu, còn mà cứ mình cứ cương lên là cũng cương theo mình luôn. Ở nhà ai kèo trên? Giờ em mà em thì nói chung em cũng là toàn là người xin lỗi trước hay là xuống nước trước thôi. Kèo dưới có bị hay bị sai vặt, có hay bị em sai vặt liên tục mà. Cứ ngồi chút thì cứ kêu anh lấy hũ muối, là anh lấy hũ đường rồi tiêu rồi ạ. Cứ ngồi xuống cái rồi đứng lên, ngồi xuống cái đứng lên liên tục vậy á thì em cũng thấy khó chịu lắm. Rồi còn cái gì nữa không? Hiện tại thì như đó hả? Nhõng nhẽo hay sai vặt? Đó, kèo trên em đó, đúng không? Tới em đó kèo trên. Anh ấy có thật xấu gì không? Làm biến lắm, ở dơ nữa, nói không biết nghe lời, nóng tính. Lúc mà kể cái là cái mặt đanh lại đó, nhìn là thấy kèo dưới đó mà. Ở dơ lắm, nói không biết nghe lời. Ví dụ như cái chuyện mà nói không biết nghe lời đó là công việc của ảnh là chuyên làm về game nên thành ra mỗi lần có game mới hay là thì ảnh ngồi ảnh test game thì mỗi lần như vậy thì khó nhờ ảnh làm được cái chuyện gì lắm. Còn gì nữa? Tắm thì tắm rất là lâu. Làm gì chấm còn tắm lâu vậy ông nội? Chơi game? Em không có, em không thường có. Là có mấy ông chồng á là cứ ở trong toilet cả tiếng rửa đồng hồ, tưởng sao đem game đem đồ vô chơi chồng á, chơi chồng làm như nó là cái thú vui á. Nó có cái mùi làm như đánh thắng trận hay sao á. Rồi còn gì nữa không? Làm việc xong anh không có thích về nhà, anh thích ở trên công ty để kết nối tình anh em. Kết nối tình nhậu hả? Đi nhậu không? Ảnh thì ít nhậu lắm nhưng mà chơi bi lắc chung với lại mấy anh trên công ty rồi test game, đói lắm rồi mới về nhà. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi gì nè? Dạ muốn là thay vì ngồi chơi như vậy thì kiếm việc gì làm cho có thu nhập hơn, để mai mốt có em bé rồi thì sẽ bớt lo về kinh tế. Với lại khi nào mà nhờ anh á mà anh không làm thì anh nói là anh bận để em không có nhờ nữa, thì không nhờ thì em sẽ không càm ràm. Anh không có nói thì nghĩ là anh chỉ ngồi chơi thôi. Rồi tới Thắng đó. Thắng mong Thắng muốn mặt buồn vậy? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chung là có cái gì nói bình thường thôi chứ đừng có càm ràm rồi. Cứ nói trên đầu trên cổ thì mình cũng khó chịu lắm anh. Nói trên đầu trên cổ. Nói trên đầu trên cổ là nói nặng lắm đó. Nói trên đầu cổ nó nặng lắm á. Ví dụ coi. Thì ý là càm ràm mà nói kêu là anh không làm mày rồi, cái này cái kia nói nhiều lắm, nói liên tục vậy á thì mình nói chung là lùng bùng lỗ tai luôn á. Đầu thì không tóc, của cái cổ thì bự như cổ trâu vậy đó. Nói đầu cổ ta gì sống cho được nổi đó. Đó, giờ mong muốn thay đổi vậy thôi đúng không? Dạ. Đừng có nói trên đầu trên cổ nữa, lúc nào phải để cho ảnh thoải mái thoải mái này kia nọ đó. Rồi á là gọi là bớt cầm ràm đi, đúng không? Về là mình phải sexy nè, mình phải này kia nọ đó. Cái đó chưa thấy. Đây, đêm nay. Thôi thì bây giờ anh chúc cho vợ chồng của Thắng với Tuyền ha.
các em sẽ đón nhận một tin vui. Yeah. Không chỉ là một đứa mà là sinh đôi luôn. Được chưa? Nhớ báo tin nha. Và quan trọng là vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau. Nhớ nha, nhớ báo nha. Dạ.